Theo kế hoạch, Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc sẽ diễn ra trong tháng 12 này tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đại hội sẽ có 43 môn thi đấu tập trung tại tỉnh Quảng Ninh. Thị xã Đông Triều là đơn vị đăng cai tổ chức thi đấu hai môn cầu lông và cờ tướng. Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản, trang thiết bị thi đấu, cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết chuẩn bị đăng cai tổ chức các môn thi đấu Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 đã được thị xã Đông Triều tích cực hoàn thành. Theo kế hoạch, môn cầu lông sẽ tổ chức thi đấu từ ngày 11 cho đến ngày 19 tháng 12 năm 2022 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã với sự tham gia của 200 vận động viên, huấn luyện viên của 18 đoàn thuộc 16 tỉnh thành và hai ngành công an quân đội. Môn cờ tướng sẽ tổ chức thi đấu từ ngày 11 cho đến ngày 18 tháng 12 năm 2022 tại khu du lịch Quảng Ninh Gate với sự tham gia của 200 vận động viên, huấn luyện viên của 11 đoàn thuộc 10 tỉnh thành và một ngành. Đông Triều đã và đang vào cuộc chủ động tích cực các công tác rà soát chuẩn bị cho đại hội từ trang thiết bị thi đấu, cơ sở vật chất đến trang trí khánh tiết. Theo đó, thị xã đã nâng cấp hệ thống nguồn điện nhà thi đấu đảm bảo đủ độ sáng, nâng cấp mặt sàn, lắp đặt hệ thống chống xuyên sáng vào trong nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa và Thể thao thị xã, bổ sung hệ thống nguồn điện Trung tâm Sự kiện Khu du lịch Quảng Ninh Gate đảm bảo đủ độ sáng. Cùng với đó, thị xã cũng đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền khánh tiết, đội ngũ phục vụ giải đấu, hướng dẫn bố trí nơi lưu trú cho các đoàn vận động viên về thi đấu trên địa bàn, đảm bảo chu đáo, an toàn. Qua đó nhằm góp phần quan trọng làm nên thành công của sự kiện thể thao thành tích lớn nhất quốc gia, đồng thời giới thiệu quảng bá về hình ảnh vùng đất con người Đông Triều, tạo dấu ấn tốt đẹp với các đoàn về tham dự đại hội.